Ok, và chúng ta bắt đầu nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học chủ đề welcome. Ok, welcome nghĩa là chào đón hoặc là chào mừng. Ok, chúng ta có hai từ. Khi chúng ta lần đầu tiên gặp ai đó thì chúng ta thường hay nói, đúng nhỉ? Thứ nhất đó là Hello. hello, đúng nhỉ? À, các bạn nhìn thấy bức tranh đầu tiên, các bạn nhìn thấy this is a boy, right? And this is a grandfather. À, cậu bé này đang chào ông, đúng nhỉ? Và bạn ấy khoanh tay rất là lịch sự, rất là ngoan và lễ phép, và bạn ấy nói là hello, đúng không? À, vậy là khi chúng ta sử dụng hello để chào những người lớn tuổi, được chưa nhỉ? Các bạn nhắc lại cho cô nhé. Hello. Hello. Good. Tiếp theo nào. À, các bạn nhìn thấy ai đây nhỉ? À, they're two boys, right? Hai cậu bé. À, hai bạn này là bạn bè của nhau, nên là hai các bạn ấy nói gì đây nhỉ? Hi. Hi. À, các bạn nhắc lại một lần nữa cho cô nhé. Hi. Hi. Ok. À, các bạn chú ý này, khi chúng ta nói chuyện với bạn bè, à, chào bạn bè của mình hoặc là những người nhỏ tuổi hơn mình thì chúng ta thường hay sử dụng hi. Nhưng mà các bạn, nếu mà các bạn thích dùng hello cũng được, được chưa nhỉ? Nhưng nếu mà chúng ta chào những người lớn tuổi thì chúng ta phải sử dụng hello. Ok? Rồi các bạn nhắc lại một lần nữa cho cô hai từ này nào. Hello. Hi. Good job. Next. À, trong cái giáo trình này các bạn sẽ gặp bốn cái nhân vật, à, bốn cái người bạn mà đi xuyên suốt với chúng ta trong cái quyển sách này. Ok, à, bạn đầu tiên cô giới thiệu với các bạn đó là bạn Julie. Julie. Ok, các bạn nhắc lại một lần nữa cho cô nào. Julie. Julie. À, các bạn nhớ tên bạn này nhé, để lát nữa chúng ta sẽ làm bài tập sinh nhật và trò chơi liên quan đến những bạn này đấy. À, bạn tiếp theo đó là bạn Emma. 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 Bạn Emma, bạn Julie thì bạn ấy buộc tóc đúng nhỉ, bạn buộc tóc quê gà này. Còn bạn Emma thì bạn ấy tóc ngang vai đúng nhỉ? À, bạn này giống cô Miss Siem đấy. À, cô Miss Siem cũng tóc ngang vai như bạn đấy đấy. Tiếp theo nào. Danny. Danny. À, bạn này chính là bạn Danny. Ok, các bạn nhắc lại cho cô nào. Danny. Danny. Ok, good job. Next. À, bạn này chính là bạn Mike. 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 À, các bạn chú ý phát âm đúng tên bạn này cho cô nhé. Tại vì kết thúc nó là âm k, nên là các bạn phải phát âm âm k cho cô nhé. Mike. Mike. Các bạn nhắc lại một lần nữa cho cô nào. Mike. Ok. Rồi, who is it? Đây bạn nào đây nhỉ? À, đúng rồi, Danny. Danny. Tiếp theo nào. À, đúng rồi, một số bạn nhớ rất là tốt đấy. Bạn Emma. Emma. À, còn bạn này thì sao nhỉ? Julie. Đúng rồi, Julie. À, còn bạn này thì sao? Mike. À, đúng rồi, Mike. Mike. À, bây giờ cô sẽ đọc tên một trong bốn bạn này và các bạn sẽ chỉ cho cô xem là bạn ấy ở bức tranh nào nhé. Emma. À, một số bạn đọc rất là nhanh, đó chính là two, right? Emma. Đúng rồi, tiếp theo này, các bạn thật nhanh cho cô nhé. Danny. À, một số bạn lại nhầm với four, đúng nhỉ? Four không phải rồi. Đúng rồi, one. Danny. Tiếp theo nào. Julie. À, đúng rồi, three. Julie. Bạn cuối cùng nhá. Mike. À, các bạn đoán được rồi đúng không? Đó chính là bạn Mike. Mike. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ nối ảnh của bạn ấy và tương ứng với tên của các bạn đấy nhá. Bạn đầu tiên là bạn nào nhỉ? À, đúng rồi, một số bạn trả lời rất là chính xác đấy. Đó là bạn. Julie. Đúng rồi, tiếp theo nào. À, đúng rồi, bạn Danny. Danny. Tiếp theo nào. À, một số bạn trả lời rất là chính xác, đó là Emma. Emma. Tiếp theo nào. À, đúng rồi, Mike. Mike. Ok, rất là tốt. Ok, tiếp theo nào. Bây giờ chúng các bạn sẽ chơi memory game. À, các bạn sẽ find the pair of picture. Ok, các bạn sẽ tìm cái cặp bức tranh tương ứng với nhau. Ví dụ như là cô mở bức tranh
one, okay, number one, and ví dụ như cô mở bức tranh B đi. À, đây có phải Mike không nhỉ? No, right, I would close it. Cô sẽ đóng nó, và cô sẽ mở lại. À, is it Emma? À, đúng rồi, đây chính là Emma. Các bạn sẽ được một cặp tranh, được chưa nhỉ? À, rất là, ok. Các bạn sẵn sàng chưa nhỉ? Are you ready? Yes. Được, các bạn, khi cô hỏi là are you ready? Các bạn sẽ trả lời là yes, I'm ready, ok. Are you ready? I'm ready. Được. Rồi, cùng với một số bạn. À, open number 2. D, ok. Oh my god, she's so lucky. Is it Emma? Ah, yes, it is, right? She Emma. Good job, các bạn rất là may mắn đấy. Ok, so lucky. Tiếp theo nào. One. Có một số bạn là A. Ok, cô sẽ mở A nhé. Is it correct? Có đúng không nhỉ? No. Ok, close it. Các bạn nhớ là xem là những bức tranh mà cô đã mở thì các bạn nhớ bức tranh đấy nhé. Tiếp theo nào. Một số bạn rất là nhanh, rất là tinh ý, đúng nhỉ? Rồi, bên sách A, Mike. Ok, good job. B or C? D. Oh, you're so lucky. Good job. Who is it? Đây là ai đây nhỉ? Julie. Good job. Và bạn nào đây nhỉ? Đúng rồi, Danny. Bây giờ đây là mẫu câu các bạn hỏi xem bạn tên gì thì chúng ta sẽ hỏi là what's your name, ok, what's your name. Và chúng ta có hai cách để trả lời về tên, đó chính là am cộng với tên mình hoặc là my name's cộng với tên, ok. Bây giờ các bạn sẽ giới thiệu sử dụng cách đầu tiên cho cô nhé. Các bạn chú ý này, thường thì chúng ta giới thiệu tên mình ấy, thì chúng ta tự giới thiệu ấy, thì chúng ta sẽ giới thiệu bằng am. Nhờ ví dụ như cô chào bạn Danny đi, cô nói là hello I'm Miss Jim, và bạn Danny sẽ nói là hello I'm Danny. Đấy là chúng ta tự giới thiệu. Còn nếu như nếu mà ai đó hỏi tên của chúng ta ấy, thì chúng ta thường hay trả lời là my name cộng với tên của mình, ok. Rồi bây giờ các bạn sẽ thực hành cho cô nhé. Cô hỏi và bạn sẽ trả lời cho cô nào. What's your name? What's your name? Và các bạn sẽ trả lời là my name's is cộng với tên của mình, được chưa nhỉ? What's your name? My name's is Julie. Đúng rồi, my name is Julie. Tiếp theo nào. What's your name? Các bạn sẽ trả lời là my name is Mike. Ok, my name is Mike. Good job. Tiếp theo nào. What's your name? My name is đúng rồi, my name is Emma. Good job. Tiếp theo nào. What's your name? My name is my name is Danny. Good job. Rất là tốt. Rồi bây giờ các bạn sẽ chơi với cô nhé. Giờ các bạn sẽ trò chơi quay thì chị nhỉ. Cô sẽ giúp các bạn screen nhé. Rồi bây giờ các bạn sẽ chào và giới thiệu tên của mình với hello I'm, giống như lúc nãy cô vừa nói ấy, đúng không? Khi chúng ta tự giới thiệu về tên mình chúng ta sử dụng là I'm, được chưa nhỉ? Các bạn giới thiệu cho cô nào. Hello I'm. Đúng rồi, hello I'm Julie. Hello I'm. Đúng rồi, hello I'm Emma. Một số bạn trả lời rất là tốt đấy. Các bạn nhắc lại cho cô nào. Hello I'm Emma. Đúng rồi, một số bạn trả lời rất là nhanh và chính xác. Các bạn nhớ tên của các bạn này rất là giỏi. Hello I'm Danny. Ok, chúng ta check nhé. Đúng rồi, các bạn nhắc lại một lần nữa cho cô nào. Hello I'm Danny. Good.
Tiếp theo nào. À đúng rồi. Hello, I'm Mike. À cô sẽ check nhá. Đúng rồi. Correct. Các bạn nhắc lại một lần nữa cho cô nào. Hello, I'm Mike. Hello, I'm. À, lại lặp lại một lần nữa đúng nhờ. Hello, I'm Mike. Đúng rồi. I'm Danny. Chính xác. Hello, I'm Danny. Rồi, trò tiếp theo đó là Lucky Game. Các bạn sẽ chọn một món quà và xem các bạn có lucky không nhá. Lucky chính là may mắn đấy, đúng không? Rồi, một số bạn là thích màu đỏ, cho nó đỏ đúng nhỉ? À, màu đỏ này nhá. Red, đúng nhỉ? Red color, red gift, đúng nhỉ? Gift, đó là món quà. Red gift, chính là món quà màu đỏ. À, các bạn sẽ trả lời cho cô nào. Hello, I'm. À, đúng rồi, một số bạn trả lời rất là đúng đấy. Hello, I'm Danny. Ok. Tiếp theo nào. À, một số bạn thích màu trắng đúng nhỉ? White. À, các bạn trả lời tiếp cho cô nhé. Đúng rồi. Hello, I'm. M. M là A, B, C, D. À, đúng rồi. D. Hello, I'm M. Good job. Sorry. À, tiếp theo. Green. À, cái này là hỏi về bản thân các bạn. Hello, what's your name? Hello, what's your name? À, các bạn sẽ trả lời là gì nhỉ? À, các bạn sẽ trả lời tên của mình nhé. À, ví dụ như là cô tên là Miss Chiam, đúng không? Hello, I'm Miss Chiam. Hoặc là cô sẽ nói là My name's Miss Chiam. À, bởi vì đây là người ta, bạn ấy hỏi, đúng không nhé? Đúng không? What's your name? Thì chúng ta thường hay trả lời là My name's cộng với tên mình, đúng không? Thì cô sẽ trả lời là My name's Chiam. Các bạn tự trả lời cái tên của mình cho cô nào. What's your name? À đúng rồi, một số bạn trả lời là My name's Bảo. My name's Linh. À, một số bạn trả lời là My name's Hà. Ok, good job. Oh, cái này là bị lỗi liên kết nó rồi. Ok, cô lại phải chặn lại rồi. À, cái này là Danny, đúng không nhỉ? Lại ta chọn cái này đúng không? À, hello, I'm Emma. Cái đơn này cô chọn là Green, what's your name? My name's Bảo, đúng không nhỉ? Cô lại cái này nào. Hello, I'm Julie. À, Julie A, B, C, or D. À, correct, C. Đấy. À, lucky, good job. You lucky. Bạn may mắn, được chưa nhỉ? Tiếp theo. What's your name? À, trả lời lại một lần nữa nào. What's your name? À, my name's Ling hay là my name's... Vậy như cô sẽ trả lời là my name's Tim, đúng không nhỉ? Chọn. À, cô không biết là cái nào lúc nãy cô bị nhầm liên kết nhỉ? Phải cái này không? À, cô chọn. Hello, I'm. Hello, I'm Mike. Đúng rồi. A, B, C, O, D. À, đúng rồi. B. Đúng chọn. À, còn món quà này như là lúc nãy cô bị nhầm, đúng không? Nhầm liên kết nên cô sẽ không mở đâu nhé. Rồi, tiếp theo. Các bạn nhìn đây cho cô nào. À, bạn này tên what's his name? À, ví dụ như cô hỏi như các bạn là bạn Mickey, cô hỏi tên các bạn nhé. What's your name? À, các bạn sẽ trả lời là I'm Mickey. Đấy. I'm Mickey. Hoặc là các bạn là đây là bạn Mickey, bạn ấy tự giới thiệu nên là bạn sẽ nói là I'm Mickey. À, không thì bạn ấy có thể trả lời là My name's Mickey cũng được, tại vì chúng ta có hai cách để giới thiệu tên mà, đúng không? I'm Mickey hoặc là My name's Mickey. À, các bạn nhìn xem là bạn Mickey đang làm gì đây nhỉ? À, bạn ấy đang giới thiệu hai người bạn của bạn Mickey. À, đây các bạn. Đúng rồi, bạn Julie.
Còn đây là ai nhỉ? À Danny. Nhưng mà đây không phải, đây là bạn Nikki, bạn ấy đang giới thiệu về hai người bạn của bạn đấy, đúng không? Nên là bạn ấy sẽ không nói là I'm Julie hoặc là I'm Danny nữa, mà các bạn mà bạn Nikki bạn ấy sẽ giới thiệu là She's Julie. À, các bạn chú ý nhá, những bạn nào là girl ấy, bạn nào là con gái ấy, thì các bạn thì chúng ta sẽ giới thiệu là She's cộng với tên bạn đấy, được chưa nhỉ? She's cộng với tên bạn đấy nhá, nhớ nhá. À, ví dụ như là M thì là gì nhỉ? She's M, đúng nhỉ? À, thế còn bạn Danny thì sao nhỉ? À, Danny là con trai, he's a boy, đúng nhỉ? Là một cậu bé, cậu con trai thì chúng ta sẽ sử dụng là he's cộng với tên, được chưa nhỉ? Các bạn giới thiệu tên bạn Danny cho cô nào. He's Danny. He's Danny. Ok. He's Danny. Chọn. Các bạn nhắc lại một lần nữa cho cô ba câu này nhé. I'm Mickey. She's Julie. She's Julie. Các bạn chú ý là đây là s, là viết tắt, dạng viết tắt của is. Đó. Nên là các bạn thể nói là she is Julie hoặc là she's Julie. Ok. He's Danny hoặc là he is Danny đều được, chưa nhỉ? Rồi bây giờ các bạn sẽ thực hành cho cô nhé. À, bạn giới thiệu cho cô nào? Đúng rồi, she's Julie, he's Danny, đúng rồi. Tiếp nào. À, một số bạn lại nói là he đấy, không đúng đâu nhá. Đây là con gái đúng không? Chúng ta sẽ giới thiệu là she's cộng với tên bạn ấy, she's Emma. Tiếp theo nào. Đúng rồi, he's Mike. Các bạn rất là giỏi đấy. Rồi, bây giờ các bạn sẽ chơi Secret Picture. À, bức tranh bí mật. Các bạn sẽ đoán xem là who is he và who is she. À, cô hỏi là who is he, who is she? Nghĩa là cô ấy là ai? Hoặc là who is he, cậu ấy là ai? Thì các bạn sẽ trả lời là xem là she's Emma hay là he's Danny hoặc là he's Mike hoặc là she's Julie. Okay, are ready? Yeah, một số bạn trả lời là I'm ready. Okay, good job. Let's start. À, các bạn muốn mở màu gì đây nhỉ? Green, red, purple or yellow? À, yellow. À, một số bạn đã nhìn thấy hình ảnh này, bạn đoán được luôn này. À, một số bạn trả lời là he's Mike. Đúng rồi, he's Mike. Cô mở lên bức tranh nhé. Đúng rồi, he's Mike. Tiếp theo nào. À, một số bạn muốn mở red. À, một số bạn đoán ra rồi. Đúng rồi. She's, who is she? Đúng rồi, she's Julie. Good job. Một số bạn rất là thông minh đấy. Tiếp theo nhé. Purple. Who is he? À, một số bạn trả lời rất là nhanh. He's Danny. Good job. He's Danny. Hoặc là he is Danny. Tiếp theo nào. À, cô sẽ mở green. Ok, green color. À, một số bạn trả lời rất là nhanh. Who is she? Đúng rồi, she's Emma. Chọn. Ok, bài học của chúng ta dừng lại ở đây. À, bài tập về nhà của cô dành cho các bạn đó là các bạn sẽ giới thiệu tên mình ở trên nhỏ. Ví dụ như là cô sẽ giới thiệu là hello, my name's Chiem hoặc là hello, I'm Chiem đều được nhờ. Hay là khi các bạn muốn hỏi tên các bạn khác thì chúng ta hỏi nào nhỉ? Bạn còn nhớ không? Đúng rồi, what's your name? What's your name? Các bạn nhắc lại cho cô nào, what's your name? Bạn sẽ trả lời là gì nhỉ? À, đúng rồi, bạn ấy sẽ trả lời là my name's cộng với tên của mình. Các bạn nhớ nhá, my name's Chiem hoặc là my name's hoặc là I'm Chiem cũng được, không sao cả, tại vì chúng ta có hai cách để giới thiệu tên mà, được chưa nhỉ? À, khi các bạn giới thiệu cho cô về hai người bạn của mình nhá, được chưa nhỉ? Như là bạn ấy tên là Danny chẳng hạn, đúng không? Như bạn Mickey, he's Danny hay là she's Emma, được
Được chưa nhỉ? Các bạn chú ý cho cô nhé. His là giới thiệu, his cộng với tên của các bạn nam, được chưa nhỉ? Còn she's cộng với tên các bạn nữ để giới thiệu các bạn nữ nhé. Ok, goodbye, see you, take care.